Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bộ ảnh diện đầu đôi tình thương mến thương của cặp song sinh nhà Hà Hầu, Lisa, Leon, nhà Hà Hầu là những nhóc tì hot trên mạng xã hội. Cả hai được quan tâm ngay từ khi chào đời. Chỉ mới hơn một tuổi, Lisa và Leon nhiều lần đốn tim khán giả bằng khoảnh khắc hài hước, biểu cảm cực đáng yêu. Chính vì vậy, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ chăm chỉ chia sẻ hình ảnh của hai con trên Instagram. Bộ đôi nhóc tì vừa gây bão với màn diện đầu đôi chụp ảnh. Leon tinh nghịch ôm chị gái Lisa từ phía sau. Hồ Ngọc Hà luôn chăm chút cho diện mạo của Lisa và Leon. Vừa qua, nữ ca sĩ chọn cho hai nhóc tì outfit với tông màu nâu làm chủ đạo. Trong bộ ảnh vừa chụp, bà xã Kim Lý còn cho con chơi đùa với món phụ kiện là chiếc túi xách cùng màu. Hai bé tỏ ra rất thích thú với món đồ này. Lisa và Leon vốn có tính cách trái ngược nhau, cô chị dịu dàng, cậu em lại vậy phá. Song cả hai nhóc tì vẫn luôn thân thiết và thể hiện tình cảm. Trong loạt ảnh Hà Hầu chia sẻ, người hâm mộ thích thú khi thấy Leon ôm Lisa từ phía sau. Bức ảnh nhìn thoáng qua trông rất tình thương mến thương, song nhiều cư dân mạng trêu rằng Leon đang cố giành lấy chiếc túi xách từ chị gái. Leon cười tươi khi ôm cổ chị gái, trong khi đó Lisa lại cắn tay cậu em út của mình. Chưa dừng lại ở đó, Hồ Ngọc Hà còn chia sẻ thêm đoạn clip Lisa và Leon chơi đùa với nhau. Cậu út Leon liên tục chọc phá chị gái, treo lên lưng đòi chị cổng nhưng thất bại. Bà xã Kim Lý chú thích về bộ ảnh mới của hai con bằng dòng trạng thái: thương hết cõi lòng này. Leon cứ cố gắng đè lên người chị gái Lisa. Sau khoảnh khắc tình thương mến thương, Lisa và Leon lại gây bão với một câu chuyện mới. Không rõ cậu út nhà Kim Lý đã gây ra tội gì với chị gái mà lại phải xin lỗi. Hà Hồ nhanh chóng chụp lại giây phút Lisa nằm trên sàn, Leon quỳ bên cạnh, mặt cúi xuống như đang làm hành động hối lỗi. Nữ ca sĩ viết lời xin lỗi ngọt ngào, hình ảnh cực đáng yêu của chị em Lisa và Leon. Người hâm mộ phấn khích trước những khoảnh khắc mới của Lisa và Leon. Dân tình trêu đùa cậu út bình thường chọc phá chị gái, bên ngoài luôn lấy thịt đè người, nhưng bên trong lại tình cảm. Người hâm mộ còn bày tỏ lời khen ngợi cho vẻ đẹp ngày càng rõ nét của con gái cưng nhà Hà Hồ. Leon bên ngoài lấy thịt đè người, bên trong tình cảm, thương ghê hông, quỳ gối xin lỗi luôn mà. Công chúa nằm lúc nào cũng che bè vậy nè công chúa, xin lỗi chân thành vậy thì chị ba Lisa hết giận ngay. Chị biết em thương chị, nhưng em đừng đè chị nữa nha, em nặng lắm, Lisa nói. Những khoảnh khắc của Lisa và Leon luôn được người hâm mộ săn đón và bàn luận sôi nổi. Cuộc sống gia đình Hà Hồ ngày càng viên mãn hơn khi Lisa và Leon chào đời. Cô dành nhiều thời gian để chơi đùa cùng con, dạy con học những điều nhỏ nhặt nhất. Viên mãn trong sự nghiệp, hạnh phúc trong hôn nhân, Hồ Ngọc Hà hội tụ những yếu tố nhiều người phụ nữ mong ước. Cặp song sinh Lisa, Leon với xuất thân chuẩn Rich Kid ngày càng trở nên nổi tiếng, được kỳ vọng nối nghiệp bố mẹ, hoạt động nghệ thuật. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những hình ảnh này của cặp chị em song sinh Lisa và Leon? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.